Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, chúng ta đang ở vào thời điểm cuối cùng của năm 2022, chuẩn bị bước sang năm mới 2023 với nhiều thách thức mới, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân dụng, khi việc thiếu hụt nhân công vẫn là quan tâm hàng đầu và các trường đại học cũng hy vọng là họ sẽ có thêm nhiều sinh viên quốc tế trong năm tới 2023. Trong những ngày lễ lớn như Giáng sinh và năm mới thì sức khỏe cũng là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Liên quan đến đại dịch COVID-19, diễn tiến dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn là mối lo ngại lớn nhất hiện nay của hầu hết các quốc gia dân chủ phương Tây như Mỹ, Nhật, Úc, v.v. vì du khách Trung Quốc có thể sẽ tràn ngập các nước này sau ngày 8 tháng 1 sắp tới. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Vietface TV. ...2023 có thể là một năm ảm đạm hơn của kinh tế toàn cầu. 2022 được cho là một năm hồi sinh sau đại dịch của kinh tế toàn cầu, nhưng lại được đánh dấu bởi một cuộc xung đột mới, lạm phát cao kỷ lục. Theo một số dự báo, 2023 có thể là một năm ảm đạm hơn. Giáo sư về kinh tế vĩ mô tại Đại học Amsterdam, Roel Bisma cho rằng số cuộc khủng hoảng đã gia tăng kể từ đầu thế kỷ. Kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, thế giới chưa từng chứng kiến tình hình phức tạp như vậy. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch vào năm 2020, giá tiêu dùng bắt đầu tăng trong năm 2021 khi các nước dỡ bỏ phong tỏa và các hạn chế khác. Các ngân hàng trung ương khẳng định rằng lạm phát sẽ chỉ là tạm thời khi các nền kinh tế trở lại bình thường. Tuy nhiên, xung đột giữa Nga và Ukraine vào ngày 24 tháng 2 đã khiến giá năng lượng và lương thực tăng vọt. Nhiều nước đang chật vật với các cuộc khủng hoảng sinh hoạt do lương tăng không theo kịp lạm phát, buộc các gia đình đứng trước những lựa chọn khó khăn trong việc chi tiêu. Các ngân hàng trung ương đã bắt đầu tăng lãi suất trong năm nay trong nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát với nguy cơ khiến các nước rơi vào suy thoái do lãi suất tăng có nghĩa là các hoạt động kinh tế chậm lại. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế gọi tắt là OECD, giá tiêu dùng tại nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 được cho là sẽ tăng 8% trong quý 4 của năm nay trước khi tăng chậm hơn ở mức 5.5% trong năm 2023. OECD khuyến khích các chính phủ hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân. Ngoài ra, việc lãi suất gia tăng cũng ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu bắt đầu tăng lãi suất với tốc độ chậm hơn trong tháng 12, nhưng cho rằng vẫn cần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, Quỹ tiền tệ thế giới IMF vẫn nhận định kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2.7% trong năm 2023. OECD dự báo mức tăng trưởng 2.2%. Việc nới lỏng các hạn chế nhằm kiểm soát đại dịch tại Trung Quốc đưa đến hy vọng về sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là động lực chính cho tăng trưởng của kinh tế toàn cầu này. Trong tuần này, Trung Quốc thông báo sẽ dừng thực hiện việc cách ly với người nhập cảnh kể từ ngày 8 tháng 1 sắp tới. Trung Quốc tái tục việc cấp hộ chiếu và visa khi các hạn chế virus được nới lỏng. Chính quyền Bắc Kinh vừa xác nhận là sẽ tái tục việc cấp hộ chiếu du lịch đồng thời với các biện pháp kiểm soát chống virus và điều này sẽ tạo ra làn sóng người Trung Quốc có thể ra nước ngoài vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng tới. Thông báo hôm thứ Ba 27 tháng 12 bổ sung thêm những thay đổi đột ngột đang nới lỏng một số biện pháp kiểm soát chống virus nghiêm ngặt nhất thế giới khi chính quyền Bắc Kinh cố gắng đảo ngược tình trạng suy thoái kinh tế. Các quy tắc buộc hàng triệu người phải ở nhà đã giúp tỷ lệ lây nhiễm của Trung Quốc ở mức thấp nhưng lại gây ra sự phẫn nộ của công chúng và kìm hãm tăng trưởng kinh tế.
Quyết định mới nhất có thể khiến khách du lịch Trung Quốc chi tiêu thoải mái ở các điểm đến thiếu doanh thu ở châu Á và châu Âu trong dịp Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2023 và thường là mùa du lịch bận rộn nhất của đất nước. Nhưng nó cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan COVID-19 khi các ca lây nhiễm gia tăng ở Trung Quốc. Các công ty du lịch dịch vụ như Trip.com và Qna cho biết lượng đặt vé quốc tế và tìm kiếm thông tin visa trên trang mạng của họ đã tăng từ 5 đến 8 lần sau thông báo hôm thứ Ba 27 tháng 12. Các điểm đến hàng đầu bao gồm Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh và Úc. Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Đài Loan đã đối phó với làn sóng lây nhiễm từ Trung Quốc bằng cách yêu cầu xét nghiệm virus đối với du khách đến từ Trung Quốc. Nhắc lại là Trung Quốc đã ngừng cấp visa cho người nước ngoài và hộ chiếu cho người dân của mình khi bắt đầu đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2020. Tuy vậy, Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc cho biết họ sẽ bắt đầu nhận đơn xin cấp hộ chiếu cho khách du lịch ra nước ngoài vào ngày 8 tháng 1 năm 2023. Cơ quan này nói họ sẽ nhận đơn xin gia hạn, tái cấp hoặc cấp lại visa nhưng không cho biết khi nào chúng có thể được cấp cho những người nộp đơn lần đầu. Trong thời kỳ đại dịch, người Trung Quốc có trường hợp khẩn cấp gia đình hoặc đi công tác được coi là quan trọng có thể xin hộ chiếu, nhưng một số sinh viên và doanh nhân có visa ra nước ngoài đã bị lực lượng biên phòng chặn không cho xuất cảnh. Một số ít doanh nhân nước ngoài và những người khác được phép vào Trung Quốc đã bị cách ly tới một tuần. Di trú, các trường đại học kêu gọi chính phủ hợp lý hóa và đơn giản hóa quy trình di trú. Các trường đại học đang kêu gọi chính phủ liên bang hợp lý hóa và đơn giản hóa các quy trình di trú để giúp thu hút các nhà nghiên cứu giỏi nhất thế giới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong bản đệ trình đánh giá di trú gửi đến chính phủ, tổ chức đại diện cho các trường đại học cho biết, nước Úc đang tụt hậu so với các nước khác trên thế giới vì quy trình thị thực phức tạp. Nghiên cứu sinh phải đợi tới 3 năm để có kết quả xét duyệt thị thực, trong khi chưa đến 1/3 sinh viên tốt nghiệp quốc tế lựa chọn ở lại làm việc sau khi học tại Úc. Bà Katrina Jackson, người đứng đầu tổ chức đại diện cho các trường đại học Úc cho biết, mặc dù các trường đại học của Úc thu hút rất nhiều sinh viên quốc tế mỗi năm, nhưng chỉ 16% sinh viên tiếp tục trở thành thường trú nhân. Bà cho rằng các số liệu thống kê không có gì đáng ngạc nhiên do hệ thống thị thực của Úc có những rào cản như thời gian, chờ đợi kéo dài, thiếu khả năng theo dõi và tình trạng xử lý thị thực và ít chắc chắn đối với sinh viên. Bệnh viện Hoàng gia Adelaide, tòa nhà đắt nhất nước Úc. Bệnh viện Hoàng gia Adelaide gọi tắt là RAH kể từ khi khánh thành vào năm 2017 cho đến nay luôn được sách kỷ lục Guinness xác nhận là tòa nhà bệnh viện đắt nhất thế giới. Bệnh viện RAH tọa lạc ở phía bắc quận North Terrace trên khoảng diện tích rộng 10 hectare, được xây dựng trong 6 năm từ năm 2011 đến năm 2017 với tổn phí là 2 tỷ 440 triệu đô la với hơn 6.000 nhân viên y tế thường xuyên làm việc tại đây. Khu điều trị của bệnh viện RAH có 800 phòng bệnh nội trú đơn kèm nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, bao gồm 700 phòng qua đêm và 100 phòng ban ngày trong tòa nhà cao 11 tầng phía sau. Trên nóc bệnh viện còn có bãi đậu máy bay trực thăng phục vụ cho việc tiếp đón hoặc di chuyển bệnh nhân lúc cấp thiết. Quần thể của tòa nhà bệnh viện RAH được trang bị các đội xe robot tự động giúp di chuyển vật tư, trang thiết bị y tế, khẩu phần ăn đến mọi nơi. Ngoài ra, bệnh viện RAH cũng được thiết kế để giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với các bệnh viện tương đương. Sau khi khánh thành vào đầu tháng 9 năm 2017, bệnh viện RAH đã trở thành tòa nhà đắt nhất Australia và đắt thứ 3 thế giới. An toàn đời sống, nhiều trường hợp tử vong do đuối nước trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Hiệp hội cứu sinh vừa lên tiếng đã cảnh báo người dân chú ý an toàn khi tắm biển sau khi xảy ra nhiều trường hợp tử vong do đuối nước trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh, thời điểm người dân tìm đến các bãi biển để trốn đợt nắng nóng kéo dài cuối tuần qua. Số ca tử vong vì đuối nước tại Úc trong mùa hè này đã tăng lên 11 người, trong đó 2 trường hợp xảy ra vào dịp Giáng sinh, khiến Hiệp hội Cứu sinh Hoàng gia gọi tắt là RLSS phải đưa ra cảnh báo trên khi nước Úc bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất về an toàn dưới nước. Theo Hiệp hội RLSS thì trong số những người tử vong có 10 người là nam giới và rượu là một trong số các nguyên nhân gây ra tình trạng đuối nước. Trong mùa hè 2021-2022, nước Úc đã ghi nhận 145 trường hợp đuối nước là mức cao nhất trong hơn 20 năm qua. RLSS cho rằng nhiệt độ trong mùa hè năm nay không cao như cùng kỳ năm ngoái, nhưng đợt nắng nóng ở các bang miền Nam hiện nay đang gây quan ngại và nhà chức trách không muốn thảm kịch mùa hè năm ngoái lặp lại. Ngoài ra, Hiệp hội RLSS cũng khuyến nghị các bậc cha mẹ luôn luôn giám sát con em mình khi xuống nước và những người xuống bơi nên tránh sử dụng đồ uống có cồn trước đó. Những người chèo thuyền hoặc câu cá cũng được khuyến nghị nên mặc áo phao. Sức khỏe đời sống, tập luyện thể dục giúp tăng khả năng chống chọi với bệnh ung thư.
Một nghiên cứu mới của Đại học Edith Cowan tại Sydney cho thấy việc tập luyện thể dục sẽ mang lại hiệu quả cải thiện tình trạng bệnh cho người ung thư giai đoạn cuối. Theo đó, các nhà khoa học từ Edith Cowan cho biết, nghiên cứu của nhóm chỉ ra rằng môi trường hóa học bên trong cơ thể nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối có thể thay đổi sau 6 tháng tập luyện và lượng protein có tên gọi là myokine giúp cưỡng chế phát triển tế bào ung thư cũng như sản sinh nhiều hơn. Nghiên cứu trên đã công bố trên tạp chí Ung thư và các bệnh tiền liệt tuyến ngày 14 tháng 12 vừa qua, cho biết mỗi lượt tập thể dục cường độ cao sẽ giúp sinh ra nhiều protein myokine và tăng khả năng chống chọi với bệnh ung thư. Các nhà khoa học đã mời 9 bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối tham gia nghiên cứu và lấy huyết thanh ngay trước và sau tập thể dục cường độ cao với thời lượng tập là 34 phút và tiếp tục lấy mẫu sau 30 phút tập luyện. Kết quả cho thấy huyết thanh lấy ngay sau khi tập luyện chứa lượng myokine cao hơn với hiệu quả kiềm chế tế bào ung thư phát triển là khoảng 17%. Lượng myokine trong huyết thanh và khả năng kiềm chế tế bào ung thư trở về mức bình thường sau 30 phút. Theo giáo sư Rob Newton, trực tiếp giám sát nghiên cứu, kết quả trên giúp các chuyên gia hiểu sâu hơn vì sao bệnh nhân ung thư có thói quen tập thể dục thì bệnh cũng tiến triển chậm hơn và thời gian sống lâu hơn. Đây là một cách làm giảm nhẹ tình trạng bệnh, không phải điều trị triệt để nên cuối cùng bệnh nhân cũng vẫn đến lúc không qua khỏi, nhưng có bằng chứng cho thấy tập luyện giúp kéo dài thời gian sống và tăng lượng protein myokine. Theo chuyên gia này, dù chưa biết liều lượng tập thể dục thích hợp nhất, nhưng nhóm nghiên cứu gợi ý tập luyện khoảng hơn 20 phút mỗi ngày, bao gồm các bài tập rèn sức bền, phát triển cơ bắp để thúc đẩy sản sinh myokine. Cũng tin sức khỏe đời sống, cần bổ sung vitamin K1 để tránh nguy cơ nằm bệnh viện. Các nhà khoa học của Viện Đại học Edith Cowan ở Sydney và Viện Đại học Tây Úc vừa phát hiện ra một thứ thần dược bất ngờ mà chúng ta chỉ cần ăn hàng ngày để tránh được nguy cơ nằm bệnh viện vì các bệnh liên quan đến tim mạch hoặc đột quỵ, cũng như hạn chế nguy cơ bị gãy xương hoặc loãng xương. Theo SciTech Daily, thứ thần dược đó chính là vitamin K1, một loại vitamin mà chúng ta rất dễ nạp vào cơ thể thông qua các món ăn thường ngày, vì vitamin K1 này luôn có sẵn trong các loại rau có màu xanh đậm, chẳng hạn như bông cải xanh hoặc cải bó xôi. Nguy cơ bị gãy xương hông được cho là khá phổ biến ở phụ nữ, nhưng cũng gặp ở nhiều nam giới cao tuổi và có nguy cơ cao dẫn đến tàn tật nghiêm trọng và tử vong sớm nếu không được hoặc không thể điều trị. Việc giải quyết chấn thương lớn này cũng vô cùng khó khăn và tốn kém, mất nhiều thời gian để khôi phục khả năng vận động nếu có thể. Thế nhưng chỉ cần tiêu thụ khoảng 100 microgram vitamin K1, tương đương với 125 gram rau lá sẫm màu mỗi ngày, thì khả năng gãy xương nói chung giảm tận 31% so với người chỉ ăn khoảng 60 gram hàng ngày. Thậm chí với những người nghiền ăn rau xanh, nguy cơ nhập viện do gãy xương giảm gần một nửa là 49%. Tiến sĩ Maxim, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, kết quả này là bằng chứng rõ ràng về lợi ích nhiều mặt của vitamin K1 đối với hệ xương khớp. Vitamin này đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp cải thiện độ dẻo dai của xương. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.